Em chào cả nhà nhá. Em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video. Thì hiện tại bây giờ là gần gần vào buổi tối rồi. Đấy, mặt trời đã cũng đã xuống núi rồi cả nhà. Thì hôm nay nó là cái ngày 12 tháng 7 dương lịch. Thì hôm nay là cũng đến cái ngày mà em sử dụng cái gò e dứa, hay còn gọi là gò e thơm ấy, làm tưới trong vườn lan của em. Thì đây vẫn là cái xô 60 lít nước, và em đã cho gò e dứa vào đây và kết hợp cùng với cả nước rửa chén để em tưới vườn lan của mình. Thì bây giờ thì cả nhà cùng theo em nhé, cùng theo em xem em tưới vườn lan của em, và em sẽ trò chuyện với cả nhà với một cái số vấn đề mà các bác mà có thắc mắc hỏi em, và vừa rồi là cái tình trạng mà vừa rồi đấy, là cũng có nhiều bác là cũng có hỏi em là cái thời gian gần đây đấy, là nhất là những bác ở trong miền Nam đấy, là thời tiết gần đây là nó mưa rất là nhiều, thì có hỏi em là cái phương pháp mà mình sử dụng bạt dập Omo như nào thì cho nó hiệu quả nhất. Thì hôm nay thì em cũng chia sẻ với cả nhà luôn. Thì trong cái mùa mưa này đấy, mùa mưa này thì là cái thời tiết nó kiểu mưa rất là nhiều đấy, nên là chính vì vậy là giá thể của mình nó rất hay ẩm ướt. Thì như em cũng nói với cả nhà là trước đây đấy, trước đây em cũng nói ấy, là khi cái thời tiết mà nó mưa ẩm nhiều ngày ấy, thì cái giá thể của mình này nó rất nhanh chóng là nó sinh ra cái lấm khuẩn ở trong cái giá thể trồng lan này đấy. Thì nó với cái thời tiết như vậy ấy, thì cái mùa này là mùa bệnh thối nhũn mà, thì nó rất hay sinh cho mình là các bệnh thối nhũn nha cả nhà. Thì theo với cái phương pháp mà trồng và chăm sóc lan của em ấy, là em sử dụng như ngày hôm nay, như ngày hôm nay là em sử dụng gòi e và kết hợp với cả nước rửa chén là em tưới cho vườn lan của mình. Thì đồng nghĩa với cái việc là em sử dụng cái nước rửa chén đó, là khi em tưới vào giá thể này này, là nó đã rửa trôi cái lấm khuẩn của mình đi rồi cả nhà. Thì nhưng với cái thời tiết mưa nhiều như này đấy, là nhất là thời tiết này bây giờ là ở trong Bắc, ở trong miền Nam ấy, là mưa kéo dài nhiều ngày, thì với cái việc mà sử dụng mình phòng bằng cái nước rửa chén này đấy là 5 ngày một lần, thì như em cũng đã nói rồi, thì cái thời tiết mà nó thuận lợi ấy, thì chỉ tầm 3 ngày 4 ngày là trong giá thể của mình nó đã phát sinh cái lấm khuẩn đấy cả nhà. Thì đấy nó là cái môi trường lý tưởng để cho cái lấm khuẩn nó phát triển. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người một cái phương pháp mà mình sử dụng cái bột bạt Omo để mình tưới, mình phòng cái bệnh thối nhũn đấy ở trong vườn lan của mình để nó hiệu quả tốt hơn nhé cả nhà nhé. Thì như bình thường ấy, là em chia sẻ mọi người là sử dụng cái bột bạt Omo đó mà mình tưới định kỳ 1 tháng một lần. Thì trong cái thời tiết mưa này này đấy, là thường thường ấy là em khi em lên tưới vườn lan như này là cả nhà này, mà em tưới vào cái giá thể trồng lan em đấy, mà nó bốc lên một cái mùi lấm mốc bốc lên, thì là em sử dụng cái bột giặt Omo là em tưới luôn cả nhà. Thì các bác mà chưa quen với cái trường hợp mà mình phát hiện được cái lấm mốc ở trong giá thể của mình, thì các bác có thể áp dụng cho em là mình tưới 1 tháng 2 lần nhé cả nhà nhé, là mình pha bột giặt Omo ra và mình tưới 1 tháng 2 lần. Ví dụ như là ngày 15 mình tưới 1 lần đấy, là mình tưới gòi e đầu tháng, mình tưới gòi e là 2 lần 3 lần, thì xong đến ngày 15 giữa tháng ấy, là mình pha bột giặt Omo mình tưới 1 lần, và đến cuối tháng sau chu kỳ tưới gòi e 5 lần tưới gòi e luân phiên ấy, thì mình lại pha bột giặt Omo mình tưới 1 lần nữa, là vị trí là 1 tháng mình tưới 2 lần nhé cả nhà nhé. Thì tưới trong cái mùa mưa này đấy, là như hôm nọ em đã chia sẻ với cả nhà là cái công thức mới đấy, là mình cho cái liều lượng mà cái bột giặt, cái thìa bột giặt đấy nó gấp đôi lên, không phải 1 gạt thìa nữa mà là 1 thìa đầy con ngọn nhé cả nhà nhé. Thì mình pha 1 cái thìa đấy là với 10 lít nước đấy, 1 cái thìa đấy thì với 10 lít nước. Rồi thì tí nữa em sẽ xuống em lấy cái bột giặt đấy, và em đưa cái công thức cho cả nhà cùng xem.
và cả nhà đợi em một chút nhá. À, thì đây nhá, đây là cái lọ bột giặt của em nhá cả nhà nhá. Thì trước đây là bột gạt thìa này, thì đây là cái thìa nhá cả nhà nhá. Thì cả nhà nhìn trong cái thìa này này. Đấy, thì một cái gạt thìa này đấy, thì nó một cái gạt thìa này nó rơi tầm khoảng 10 gram, hơn 10 gram một tí. Đấy. Thì bây giờ cả nhà không dùng một cái gạt thìa nữa, mà cả nhà dùng xem một cái lượng bột giặt nó như này. Gấp đôi lên nhá cả nhà nhá. Gấp đôi cái lượng mà một gạt thìa đấy là cả nhà hòa 10 lít nước. 10 lít nước xong là mình tưới cho vườn lan của mình. Thì cũng tưới vào chiều tối mát. Tưới vào chiều tối mát và tưới sau khi mình tưới nước 1 tiếng đồng hồ. Nhá cả nhà nhá. Thì bây giờ là cả nhà lại cùng xem em tưới lan và em sẽ phân tích tại sao lại mình phải tưới như vậy nhá cả nhà nhá. Rồi thì tại sao em lại khuyên cả nhà là trước khi mình tưới bột giặt Omo hay là tưới GE, đấy là tưới là sau khi mình tưới ướt đẫm vườn lan của mình 1 tiếng đồng hồ sau là mình nên tưới. Thì nó có lý do của nó, thì mình làm như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Cái nhất là nó tốt và hiệu quả hơn là so với tưới bo như này. Như đây em đang tưới bo, đấy, em không phải tưới nước nhưng mình tưới lượng nước nó rất là tốn nguyên liệu cả nhà. Bởi vì em phải tưới rất là nhiều, tưới rất là lâu để cho nó ngấm hết vào giá thể thì hiệu quả nó mới cao. Thì khi mà cái việc mình sử dụng mình tưới nước trước 1 tiếng ấy, là cái bộ giá thể của mình nó đã ướt rồi. Và đồng thời đấy, đồng thời là cái tầm chiều tối mát đấy, là những con vi trùng vi khuẩn rồi những con côn trùng nó có sẵn là trong giá thể của mình. Đặc biệt là nếu mà nó có ốc sên là lúc đó là mình tưới nước vào là mình đã đánh thức nó dậy cả nhà. Đấy, khi mình đánh thức những con côn trùng và những cái lấm khuẩn nó dậy ấy, thì khi mà cái bộ giá thể của mình nó ướt rồi thì nó sẽ đánh thức những cái thứ đấy dậy. Và sau đó là mình sử dụng bột giặt Omo hoặc là nước rửa chén kết hợp với GE thì mình tưới vào cái giá thể của mình thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì nó sẽ diệt triệt để những cái con côn trùng và cái lấm khuẩn đấy nhá cả nhà nhá. Thì đấy nó là cái lý do mà tại sao mà em chia sẻ mọi người là mình phải tưới nước trước 1 tiếng. Và khi mình tưới vườn lan của mình thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn, cao nhất nhá cả nhà nhá. Đấy, thì cả nhà là xem và để ý em tưới nhá. Thì hầu hết là những cái ngọn phi điệp này là em tưới vào ngọn hết cả nhà. Thì cả nhà nhìn cái lực của cái bơm này. Đấy, và nhìn cái tia của cái bơm này, nó rất là mạnh nhá. Mà em tưới vào ngọn hết. Đúng không cả nhà? Thì đây nó là cái lý do, cái minh chứng mà em nói với mọi người là sử mình lợi thế mình sử dụng cái GE để mình tưới trong vườn lan của mình, là nó giúp cho cái cây lan của mình rất là khỏe khoắn và cứng cáp cả nhà. Thì với cái trường hợp mà em tưới vào cái ngọn cây lan này đấy, thì theo em được biết đấy, là riêng ở trên phần đầu ngọn của cây lan này cả nhà này, là nó là cũng là một nơi để nó hấp thụ rất là nhiều dinh dưỡng đấy. Bởi vì nó là cái đỉnh sinh trưởng mà, nên khi mình tưới được phân vào cái đầu ngọn này ấy, thì nó tiếp thu được cái nhiều cái chất dinh dưỡng ấy, nên là nó cũng giúp cái cây lan của mình là nó phát triển nó mạnh hơn cả nhà nhá. Thì đây nó là cây bắc lê cả nhà nhá, cái dòng thân lá mỏng. Thì đây cả nhà nhìn đây, là em cũng tưới hết thẳng trực tiếp vào ngọn luôn, không sao cả. Đấy, mà tưới vào thì cây nó rất là tốt luôn. Đấy, thì là trước đây thì nhiều bác thì cứ hỏi em là sử dụng cái GE nó có tốt hơn này là phân thuốc không. Thì nói thực ra đấy, thì mỗi cái nó có mỗi một cái ưu điểm riêng của nó. Đấy, thì mỗi cái thì nó có cái tốt riêng của nó. Đấy, mình dùng cái nào mình quen cái loại nào thì mình dùng thôi. Đấy, thì còn như em sử dụng GE ở đây thì cái lợi thế của em ấy là cái cây của em nó rất là khỏe khoắn, rất là cứng cáp, nó phòng được tất cả các loại mọi bệnh, nó phòng được rất là nhiều bệnh luôn cả nhà. Rồi, ok, thì em xin kết thúc video ở đây nhé.
thì có những cái chủ đề như vậy thì cả nhà xem video và tham khảo nhé. Thì trong cái tháng 7 và cái mùa mưa này đấy, thì cả nhà cố gắng là sử dụng cho em là mình tưới cái bột tạp Omo 2 lần một tháng để phòng cái bệnh thối nhũn, phòng cái bệnh lấm khuẩn ở trong cái vườn lan của mình cho hiệu quả nhé cả nhà nhé. Rồi em xin kết thúc video đấy nhá, và hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo.